một bà tứ thôi, hai bà tứ chi. Trời ơi, dư nước luôn rồi. Sáng nay mấy đứa nhỏ đâu mà bà tướng mình à. Ngủ chưa dậy à? Ơi gì? Để đợi bữa nào có ghe nào luôn nha, nhà mua luôn. Ủa cây đó bữa nay nó đẹp lại đó bảy. Ủa cây đó bảy mới bứng lên hay là của con? Cây đó bữa nay đẹp lại đó, tỉnh lại nó ra nụ rồi đó. Hả? Thêm phân hả? Ồ phải mua cái vòi sen mới được. Ồ nó văng đất ra quá chừng. Nó mạnh quá nó văng đất á. Cái bảy chuyên nghiệp ghê không? Đeo bao tay rồi, không có ướt. Lan hả? Đúng rồi, lan đó, nó ít chịu nước. Thế đó lan gì phải biết không? Lan quân tử á. Tên của nó là quân tử ơi, coi chừng ướt cái bầu chiếc nha mày. Anh Bình dặn đừng có để ướt cái bầu chiếc. Ủa, có bể tứ bình thường mà đừng có. Chưa tứ đều chưa rút rồi. Hello, xin chào các bạn. Đây là lô bông trang Thái màu đỏ của mình. Cây cao tầm 4 tấc nha các bạn, 4 đến 5 tấc. Lô bông trang Thái màu đỏ. Giá là 35.000 đồng một cây.